thì các cái bài tập liên quan đến cái phân phối chuẩn tắc đó thì nó sẽ viết như thế này, tức là biến nguyên nhân z dấu ngã n01, có khi nó ghi chữ này là x nha các em. Thì những cái bài tập mà tính xác suất mà liên quan đến phân phối chuẩn tắc đó, thì nó sẽ rơi vào cái công thức như thế này, công thức mà thầy đã gửi lên cái group Zalo cho chúng ta đó. Cụ thể là mình sẽ tính cái xác suất mà z nó nhỏ hơn bằng beta, hoặc là z nó lớn hơn alpha, hoặc là lớn hơn bằng alpha. Ở chỗ này có dấu bằng thì nó cũng đúng nha. Đó, hoặc là xác suất mà z nó lớn hơn alpha nhỏ hơn beta, hoặc là lớn hơn alpha nhỏ hơn bằng beta. Đó, thì mình sẽ lấy phi của cái cận phía trên này nè, trừ vô phi cái cận phía dưới. Hoặc là tính xác suất để mà giá trị tuyệt đối của z nó nhỏ hơn một cái số alpha nào đó, thì công thức của mình nó sẽ là bằng 2 lần phi alpha trừ 1. Thì ở đây á, là cái phi á, cái phi x là em tra cái bảng số 2, hoặc là mình sẽ bấm máy tính. Bấm máy tính tức là mình sẽ sử dụng chế độ tính phân phối ở trong cái phần thống kê một biến nó 61 nè. Đó, xong bấm AC rồi bấm option mũi tên xuống rồi chọn số 4, số 1. Đây là cách tính cái hàm phi ở trong máy tính ha. Đó, thì cụ thể là mình đi vào giải một cái bài tập như thế này. Chẳng hạn người ta cho z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc, thấy không? Thì bây giờ mình tính xác suất z mà lớn hơn 1,5. Thì thứ nhất đó là cái cách mình giải bằng cách mình tra bảng đó. Mình tra bảng đó, thì là mình sẽ tra cái bảng số 2. Thì cái số mà 1,5 á, cái số 1,5 là nó nằm ở chỗ nào? À, thì các em xem trên cái bảng là cái số là có cái dòng mà nó có số 1,5 đó, và ứng với cái cột của số 0 ha, thì cái kết quả của nó là chỗ này. Kết quả nó này tức là 0,9332. Lưu ý là cái chỗ này là không phải là 9332 ha, mà nó là 0,9332. Đó, tức là ở phía trước số 9 này mình sẽ ghi thêm cái số 0 với dấu phẩy nữa. Đó, thì mình đảo lại cái bài tập của mình, thì cái này thì mình sẽ sử dụng cái công thức nào. Đây là mình đang tính cái xác suất mà z lớn hơn một cái số alpha nào đó, thấy không? Đó, z lớn hơn một số alpha thì cái chỗ này các em sử dụng công thức này nè. Đấy, công thức này ha, công thức số 2 nè. Tức là xác suất z lớn hơn alpha thì bằng 1 trừ phi alpha ha. 1 trừ phi alpha. Thì nếu mình sử dụng một cách tra bảng đó, thì ở đây mình sẽ ghi là 1 nè trừ cho phi của cái số 1,5. Và nếu mà tra bảng đó, thì phi của 1,5 á là nó bằng 0,9332. 0,9332 như vậy thì mình sẽ có là bằng cái này nó sẽ bằng 1 nè trừ cho 0,9332. Và tới đây thì mình sẽ bấm máy. Bấm máy. Mình lấy 1 nè trừ cho 0, 0,932 là 0,0668 ha. Thì mình ghi kết quả vô là bằng 0,0668. Kết quả của mình là 0,0668. Rồi một cách nữa là mình có thể bấm máy tính. Thì ở chỗ chế độ thống kê một biến này nè, thì em sẽ bấm AC, sau đó bấm option nè, mũi tên xuống nè, chọn số 4, số 1 ha. Thì mình sẽ bấm 1,5 vô. Đấy, cái này là phi 1,5 nhưng mà cái kết quả của mình là 1 trừ phi 1,5 ha. Mình bấm luôn, trực tiếp luôn. Thì 0,066, 0,06681. Thì do trong máy mình đã làm tròn 5 chữ số thập phân, mình làm tròn 4 thôi. Đấy. Rồi, tương tự mình muốn muốn tính cái xác suất này. Rồi, với điều kiện là rất là phân phối chuẩn 0,1 mà ha. Thì cái này nó sẽ bằng phi của gì? 1,32 trừ cho phi của cái trị là âm 1,2. Một cái điều là nếu mà mình sử dụng cái máy tính đó, mà mình để tra cái giá trị này ra đó, để tra cái giá trị này ra, thì cái trong cái xin lỗi mình sử dụng cái bảng để mình tra giá trị này ra,
thì mình phải đổi về những cái số dương, đổi phi của những số dương. Tại trong cái bảng này là nó tính phi của từ cái số 0 đến cái số 3,99 thôi, tức là nó không có phi của số âm. Và để đổi thì các em nhớ công thức là phi, lưu ý là công thức của mình đó là mình sẽ có công thức là phi của trừ x thì bằng 1 trừ phi x. Mình nhớ thêm cái công thức này, nhớ thêm công thức này. Đây, nhớ thêm này. Thì ở đây đó là mình muốn sử dụng cái bảng để mình tính cái xác suất này. Thì chỗ này đó là mình sẽ phi của 1,32 thì mình giữ nguyên nè. Phi của 1,32. Còn còn phi của trừ 1,2 á, thì mình sẽ đổi thành là cái gì? 1 trừ phi của 1,2. Đấy, rồi sau đó mình tra bảng, mình ghi kết quả vô. Phi của 1,32 á, thì ở cái bảng số 2 đó thì em sẽ chọn cái dòng nó có cái số 1,3. 1,3 cái dòng này. Là cái dòng này. Mình đang tìm phi của 1,32 đúng không? Thì mình sẽ tra cái chỗ cái dòng có số 1,3 nè và cái cột có số 2 kéo xuống. Đó, thì nó giao nhau là tại cái số này. Không? Giao nhau tại cái số này. Cái số là không phẩy 9066 ha. Thì mình ghi kết quả vô chỗ này phi 1,32 thì mình ghi là 0,9066. Còn rồi sau đó mình mở ngoặc ra cái số 1 mình viết lại nè, trừ cho phi của 1,2. Phi của 1,2 tức là cái cột mà có số 1,2 nè, cột mà có số 1,2 và cái dòng có số 0, tức là cái này cột có số 1,2 và cái dòng có số 0 thì nó giao lại nó ra cái số là 0,8849, trừ cho 0,8849. Đó, rồi sau đó mình lấy máy tính mình tính kết quả lại là 0,9066 trừ mở ngoặc ra 1 trừ 0,8849. Đúng rồi. Là nó ra là 0,7915. Cái này nó sẽ bằng là 0,7915. 0,7915. Rồi tương tự như vậy thì nếu mà mình muốn tính cái xác suất mà Z nhận giá trị nhỏ hơn 1,35 thì cái công thức của mình đó, thì các em lưu ý công thức mà Z nó nhỏ hơn một cái dấu số nào đó thì nó bằng phi của cái số đó, ha, bằng phi của một, ví dụ như Z xác suất để Z nhỏ hơn bằng beta này, nó bằng phi của beta. Đó thì cái này mình sẽ tính trực tiếp nó bằng phi của gì đây? 1,35. Thì muốn tính phi của 1,35 thì trong cái bảng này đó, trong cái bảng này đó mình sẽ tra ở cái dòng có số 1,3, dòng 1,3 và cái cột có số số 5, số 5. Thì nó ra cái số là phi của 1,35 nó là 0,9115. Đó, mình ghi kết quả vô thì nó bằng là 0, 9115. 9115 phi của 1,35. Rồi tiếp theo cái chỗ mà cái xác suất để trị đối của Z nó nhỏ hơn 1,55 nè, thì công thức của mình nó sẽ là hai lần phi của gì? 1,55 và trừ cho 1. Thì đây thì hướng dẫn bằng cách bấm máy ha, cách tra bảng ha. Tức là mình sẽ tính cái phi của 1,55 là mình sẽ xem ở chỗ cái dòng mà nó có cái số 1,5 đó. Đó và cái cột có số 5, cột số 5 mình kéo xuống. Kéo xuống cái này thì nó sẽ là
0,9394 đúng không? Thì cái này nó bằng 2 nè, số 2 mình viết lại nè. Còn phi của 1,55 là 0,9394. Rồi đem cái này trừ cho 1 đi. Rồi sau đó mình bấm máy. Và 2 nè nhân cho 0,9394 và đem đi trừ cho 1 lại. À, thì cái nó ra là 0,8788. Chỗ này mình trực tiếp mình bấm máy cũng được ha. Mình nếu mà bấm máy thì cái chế độ thống kê một biến nè. Thì mình bấm option mũi tên xuống. Số 4, số 1. À, thì cái này là mình đang tính phi của 1,55. 1,55. Đó. Thì phi của 1,55 và nguyên cái này mình nhân cho 2. À, tức là 2 lần phi của 1,55 và đem trừ cho 1. Trừ cho 1. Thì nó ra là 0, 8,8886 phải không? Nó trên là so cái này chi tí. Còn cái câu ở trên đây, cái câu 3 này đó thì mình cũng bấm máy ra. Mình bấm phi của 1,35 ra. À, nhớ là option là mũi tên xuống nè. Rồi số 4, số 1. Bấm 1,35 vô. Thì kết quả nó là 0,9115. Ở trên máy tính bấm là 149 ha. Đấy, thì trên đây thầy hướng dẫn ra cách là mình tính xác suất trong trường hợp biến ngẫu nhiên Z mà nó tuân theo được phân phối chuẩn tắc.